Cô chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 1, chủ đề chính, vui học, bài 4, vần Úc, vần ức, tiết 2. Bài học của chúng ta hôm nay gồm hai hoạt động. Hoạt động 1, luyện đánh vần, đọc trơn. Hoạt động 2, mở rộng. Các em cùng cô luyện đọc lại vần, tiếng, từ, mình đã học ở tiết 1 nhé. U cờ Úc trờ úc trúc sắc trúc trúc bụi trúc ư cờ ức mờ ức mức nặng mực mực lọ mực bây giờ chúng ta cùng bước vào hoạt động một luyện đánh vần đọc trên các em hãy quan sát tranh tranh thứ nhất vẽ hai bạn nhỏ đang tập thể dục cô có từ thể dục các em cùng đánh vần và đọc lại nhé. thờ ê thê hỏi thể, giờ út dúc nặng dục, thể dục. Thể dục là tất cả những hoạt động của cơ thể nhằm nâng cao hoặc duy trì sức khỏe đó các em ạ. À. Các em cũng chăm chỉ tập thể dục để nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch này. Tranh thứ hai vẽ chàng lực sĩ, cô có từ lực sĩ. Cùng đánh vần đọc lại với cô nào l ức lức nặng lực s y si ngã sĩ lực sĩ lực sĩ là người tập thể dục nhiều thân thể cường tráng ngực nở bụng thon thân hình nhiều cơ bắp với nhiều múi tranh thứ ba vẽ quyển sách được lật ngay trang mục lục mục lục là một danh sách ở đầu hoặc cuối quyển sách danh sách này liệt kê các tiêu đề nội dung chính của quyển sách kèm với số trang tương ứng mục lục giúp người đọc dễ dàng tìm được nội dung muốn tìm cô có từ mục lục các em cùng đánh vần và đọc với cô nào m út mút nặng mục l út lúc nặng lục mục lục và bức tranh cuối cùng là một bức vẽ cô có từ bức vẽ cùng đánh vần và đọc lại với cô nào b ức bức sắc bức v e ve ngã vẽ bức vẽ trong các từ vừa luyện đọc, cô thấy tiếng dục trong từ thể dục và từ mục lục đều có vần út, cô tô màu đỏ. Tiếng lực trong từ lực sĩ, tiếng bức trong từ bức vẽ có vần ức, cô tô màu xanh. Bây giờ cô và các em cùng đọc lại. Thể dục, lực sĩ, mục lục, bức vẽ. Sau khi luyện đọc xong, các em hãy chọn một từ. Và đặt câu với từ đó. Ví dụ, cô chọn từ thể dục. Cô có câu như sau: Sáng nào em cũng thức dậy sớm tập thể dục. Cô có bài đọc sau. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Thầy giáo dạy thể dục tổ chức thi chạy. Thầy vừa hô chạy, Mai và Hảo đã lao như bay. Thấy vậy, thư tức tốc chạy theo. Trong bài đọc các tiếng nào có chứa các vần em vừa học? À, tiếng dục có vần út, tiếng chức, tiếng tức có vần ức. Cô tô các vần này màu đỏ. Cùng đọc lại với cô, các từ có chứa các tiếng này nhé. Thể dục, tổ chức, tức tốc. Ngoài ra, các em cần lưu ý đọc đúng một số tiếng từ sau. Thầy giáo lao. Sang phần luyện đọc câu. Bài đọc có 3 câu, cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu, cùng đọc lại từng câu với cô nhé. Câu 1: Thầy giáo dạy thể dục tổ chức thi chạy. Câu 2: Thầy vừa hô chạy, Mai và Hảo đã lao như bay. Câu 3: ba, Thấy vậy, thư tức tốc chạy theo. Trong bài đọc, các em thấy có các chữ cái viết in hoa như chữ Thầy, chữ Thấy đứng đầu câu nên viết hoa, chữ Mai, chữ Hảo, chữ Thư là tên riêng của ba bạc nên cũng viết hoa giống như tên của mình cũng viết hoa đấy các em ạ à. cùng đọc lại bài đọc với cô nào các em chú ý khi đọc gặp dấu phẩy các em ngắt hơi gặp dấu chấm thì phải nghỉ hơi nhé thầy giáo dạy thể dục tổ chức thi chạy thầy vừa hô chạy mai và hảo đã lao như bay thấy vậy Thư tức tốc chạy theo. Sau khi đọc đoạn văn trên gồm 3 câu, các em hãy trả lời cho cô biết. Thầy giáo dạy thể dục làm gì? Kiểm tra câu trả lời nào. Thầy giáo dạy thể dục tổ chức thi chạy. Ở câu 2, ai đã lao như bay? Cùng kiểm tra câu trả lời nào. Mai và Hảo đã lao như bay. Câu 3, thư đã làm gì? À, thư đã tức tốc chạy theo. Nếu các em trả lời đúng 3 câu hỏi thì mình rất giỏi. Hãy tự vỗ tay khen mình nhé. Các em luyện đọc, bài đọc lại nhiều lần cho lưu loát nhé. Chúng ta tiếp tục bước vào hoạt động 2, mở rộng. Các em hãy quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì? À, Quan sát tranh cô thấy ba bạn nhỏ đang thi vẽ tranh. Thế các bạn đang vẽ gì? Bạn nam vẽ con ốc sên tô màu đỏ, trên có đám mây và ông mặt trời. Bạn nữ ở giữa vẽ con tắc kè tô màu hồng và hàng cây xanh mát. Bạn nữ kế bên vẽ con lạc đà tô màu nâu và ông mặt trời tô màu đỏ. Thế các em có thích vẽ không? Em thích bức tranh nào nhất? Vì sao? Hãy cùng trao đổi với người thân về sở thích về hình dáng, màu sắc của các con vật, sự vật được vẽ trong tranh nhé. Ví dụ, em có thể nói là em rất thích con tắc kè hoa vì nó biết biến đổi màu sắc, bảo vệ bản thân. Hoặc, con lạc đà sống ở sa mạc. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ đọc lại bài để đọc trôi chảy và hoàn thành bài tập viết của mình nhé. Cô thân ái chào tạm biệt các em.